chung vui mấy ngày Tết. Thế thì bây giờ mình cũng cảm ơn các bạn rất nhiều, là các bạn dù làm đi nữa vẫn nhớ tới mình. Rồi tiếp tiếp lời của Thiên thì trước nhất là cảm ơn một cái sự nhiệt tình của Thiên đã nghĩ đến anh em bạn bè trong cái buổi ngày cuối năm họp mặt. Và điều thứ hai nữa là chúng mình rất là mừng là những mùa dịch vừa qua thì có một số bạn á thì cũng có nhiều sự cố, nhưng mà hôm nay là chúng mình được ngồi đến với nhau hôm nay là một điều rất là mừng, là vì trời thương là sức khỏe là tốt đẹp trong những ngày sắp tới. Với cái tuổi tác này á thì phải nói là sức khỏe là quý. Thứ hai là cái tình cảm bạn bè gắn kết lẫn nhau á, nó đưa cho mình một cái niềm vui trong cuộc sống, thì lúc nào cũng nghĩ tới nhau hết và chia sẻ những niềm vui, không buồn, vui, khó, rồi những cái gì hay ho, những cái gì mà làm cho mình bận rộn hoặc là mình buồn rầu trong những năm ngoái mà gây mất lòng nhau, thì chúng mình sang năm mới đây chúng mình cái hòa nhập trong cái bạn bè nó có một niềm vui trong ngày đón mừng xuân mới, xuân nhâm dần. Rồi rồi nâng ly đi, chúng mình nâng ly nhá. Rồi gió đi vui đấy. Lên nè, của Bích nè. Để kia đi của Mai đúng rồi. 1, 2, 3 vô. Đẹp không? Dài khỏe lắm. Ủa sao bạn? Chào anh. Chị xe máy luôn đó. Chị xe máy luôn đó. Chị ông đi làm về. Xe phải đi đường Cổng Điếm vào. Chị phải đi đường Bùi Thái vào. Rồi cho mượn. Ông ngày này nó Thiện nói đi. Nó đang mà ông Đoàn với ông Việt ông bia, nó mang bia xuống nhà uống. Rồi từ từ. Thiện cùng nó về. Ông mình ta uống. Ông Việt cái này uống có ca rồi. Rồi, ông đã ổn rồi. Hai anh chị bảo ông Hoa nhá. À, cũng là ngày hôm nay nhiệt liệt chào mừng. Cũng gọi là tất nhiên đi. Thì cũng là hai bạn cũng là cố gắng từng bước qua đây dù như thế nào, chống lại các bạn đi qua. Thôi chúng mình nâng ly chào mừng hai anh chị bảo Hoa. Thấy anh thì đến mà thấy anh là chạy đây. 1, 2, 3 vô. Cho hàng xóm nó biết mình là gì. Hoa nó vui giả vờ mà nó có vui thật đâu. Thế mà hôm bà bị nó khóc quá trời luôn á. Mình đi 5:30 trưa, trưa đã hẳn, trưa đã tối mà. Dạ, 5:30 thì mà mưa mà. Nhưng mà không biết là bị xe quá. Kẹt xe không hút ở chỗ Tân Biên gần sạch á, đã kẹt rồi. Kẹt rồi bắt đầu lên tới qua cầu sạch cái là rồi. Từ chỗ Nhi Đồng lên là cứng rồi. Mình cứ gọi điện cho ông cho bà Hoa gọi hoài cũng bắt máy. Điện thoại để đúng rồi. Nam chơi qua qua cầu sạch anh dậu phải đi, anh đi rồi chứ. Quẹo nào cũng đường nào xe nó cũng nhẹ xe này. Tôi nói lên cầu cái là coi kì muốn quay lại cứng rồi, đúng rồi. Đi lấy cầu rồi bây giờ chết cứng, không là đường thoát chết cứng là đường xe còn nó này cứ anh đi nữa lên cầu qua qua cầu thở cầu qua lại luôn đi đường trong á. Chưa mà không biết mấy người ăn mà bà này không ăn gì hết, cứ ngon mình cả là nói không chụp cái đâu mình đó mình đăng mong ra đến chỗ cái mọi người. Thôi thôi dán ngay dán ngay chỗ Bùi Thái, đường Bùi Thái đi vô đi chứ đi ra ngã ba làm đi được phải. Thank you.
diễn đạt từ ngồi tới quỳ xong rồi tới đứng. Quý vị cho một tràng pháo tay nữa.